Chào các em học sinh lớp 6 của trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay các bạn sẽ đến với nội dung rất là quan trọng, đó là ôn tập kiểm tra học kỳ 1 môn lịch sử 6. Hình thức thi: tự luận. Thời gian làm bài có 45 phút. Về cấu trúc, phần thứ nhất các em sẽ học các câu hỏi có trong đề cương để hoàn tất phần lý thuyết. Phần thứ hai là làm các bài tập về tính toán thời gian. Trong các phần bài tập, các bạn nhớ chuẩn bị cho cô máy tính khi vào phòng thi. Một la mã, các em sẽ đến với các câu lý thuyết trọng tâm như sau. Câu hỏi thứ nhất, người xưa đã tính thời gian như thế nào? Âm lịch, căn cứ vào sự di chuyển của mặt trăng quay quanh trái đất. Năm, một năm của âm lịch sẽ gồm 360 ngày một năm. Về dương lịch, sẽ căn cứ vào sự di chuyển của trái đất quay quanh mặt trời. Một năm của dương lịch sẽ là 365 ngày một năm. Câu hỏi thứ hai, thế giới có cần lịch chung hay không? Công lịch là lịch chung cho các dân tộc trên thế giới. Công lịch lấy năm tương truyền Chúa Giêsu ra đời làm năm đầu tiên của công nguyên. Những năm trước đó gọi là trước công nguyên. Trước công nguyên, các em sẽ được quy ước bằng cách viết tắt có trên slide mà cô đã trình bày. Các em nhớ nhé. Câu hỏi thứ ba, thuật luyện kim ra đời như thế nào? Ý nghĩa của việc phát minh ra thuật luyện kim. Con người dần sống ổn định tại những nơi ven sông, ven biển. Nhờ vào sự phát triển của nghề làm gốm, thuật luyện kim được ra đời. Kim loại đầu tiên là đồng. Và trong câu hỏi này, về phần ý nghĩa, thuật luyện kim ra đời đã làm thay đổi sức sản xuất, tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống kinh tế và xã hội, đưa con người ra khỏi thời nguyên thủy, bước sang thời đại văn minh. Câu hỏi thứ tư, nghề nông trồng lúa nước ra đời ở đâu và trong điều kiện nào? Ý nghĩa của sự ra đời của nghề nông trồng lúa. Người Phùng Nguyên, Hoa Lộc đã biết cải tiến công cụ lao động. Họ sống định cư lâu dài ở đồng bằng ven sông, ven suối, biển, thung lũng và từ đó nghề nông trồng lúa nước ra đời. Cây lúa đã trở thành cây lương thực chính. Ý nghĩa, tạo ra nguồn lương thực ổn định, con người có thể sống định cư lâu dài. Câu 5. Sự phân công lao động đã được hình thành như thế nào? Sự phân công lao động đã trở nên cần thiết. Phân công lao động dựa theo: thứ nhất, về nghề nghiệp, thủ công nghiệp và nông nghiệp. Thứ hai là về giới tính, đàn ông sẽ làm những công việc nặng nhọc, còn phụ nữ sẽ làm những công việc nhẹ nhàng và khéo léo. Câu hỏi thứ 6, trình bày những thay đổi về mặt xã hội. Thay đổi thứ nhất là sống định cư lâu dài tại một nơi. Thứ hai, trên các đồng bằng ven sông lớn đã hình thành các chiền chạ. Các chiền chạ hợp lại thành bộ lạc. Và thứ ba, chế độ phụ hệ đã dần thay thế chế độ mẫu hệ. Thứ tư, xã hội có sự phân hóa giàu nghèo. Câu hỏi thứ bảy, nước Văn Lang thành lập. Bộ lạc Văn Lang có nghề đúc đồng phát triển, dân cư đông đúc, là bộ lạc hùng mạnh. Từ thế kỷ thứ bảy trước công nguyên, thủ lĩnh bộ lạc Văn Lang hợp nhất các bộ lạc và tự xưng là Hùng Vương, tống đô ở Bạch Hạc, tỉnh Phú Thọ và đặt tên nước là Văn Lang. Câu hỏi thứ 8, nước Văn Lang được tổ chức như thế nào? Nhận xét về tổ chức nhà nước Văn Lang. Nước Văn Lang chia làm 15 bộ, cấp trung ương có vua, lạc hầu, lạc tướng, cấp địa phương có bộ chính, vua nắm mọi quyền hành, đời đời cha truyền con nối đều gọi là Hùng Vương. Và nhà nước chưa có luật pháp và quân đội. Nhận xét về tổ chức nhà nước, đây là một nhà nước đơn giản, sơ khai, nhưng rất quan trọng vì đây là nhà nước đầu tiên trong lịch sử nước ta. Câu hỏi thứ 9, các em cần tìm hiểu cho cô ngày giỗ tổ Hùng Vương là ngày nào. Và Bác Ngô đã từng căn dặn, các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Qua lời nói trên, em hiểu Bác Hồ muốn nhắn nhủ chúng ta điều gì. Các bạn hãy suy nghĩ và trả lời theo cách hiểu của mình nhé. Và phần thứ hai đó là làm bài tập minh họa. Các bài tập ở đây cô làm cho các bạn những ví dụ minh họa như sau. A. Từ cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40 đến năm 2015 là bao nhiêu? B. Từ cuộc khởi nghĩa Ngô Quyền năm 1938 đến năm 2020 là bao nhiêu năm? C. Từ cuộc khởi nghĩa của Thục Phán năm 218 trước công nguyên đến năm 2020 là bao nhiêu năm?
D. Từ khi nhà Hán xâm lược nước ta năm 111 trước Công nguyên đến năm 2016 là bao nhiêu năm? Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập giảng minh họa nha. Câu hỏi thứ nhất. Từ cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40 đến năm 2015 là bao nhiêu năm? Các bạn chúng ta sẽ lấy năm 2015 trừ năm 40, đó là 1975 năm. B. Từ cuộc khởi nghĩa Ngô Quyền năm 1938 đến năm 2020 là bao nhiêu năm? Các bạn sẽ lấy năm 2020 trừ 1938 sẽ ra 1082 năm. Vậy qua câu A và câu B, các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ làm phép toán gì? Đúng rồi, các bạn chúng ta sẽ làm phép trừ. Vậy thì các bạn nhớ nhé, những năm công nguyên thì các bạn chúng ta sẽ lấy năm lớn trừ đi với năm nhỏ sẽ ra được cái khoảng cách năm mà các bạn chúng ta cần tìm. Câu C. Từ cuộc khởi nghĩa của Thục Phán năm 218 trước công nguyên đến năm 2020 là bao nhiêu năm? Câu D. Từ khi nhà Hán xâm lược nước ta năm 111 trước công nguyên đến năm 2016 là bao nhiêu năm? Vậy thì qua hai câu hỏi này, các bạn chúng ta sẽ thấy mình làm phép tính gì? Đó là phép tính cộng. Các bạn nhớ nhé, những năm trước công nguyên thì các bạn sẽ cộng để mà ra được khoảng cách của năm. Như các bạn chúng ta thấy câu C và câu D, cô dùng là phép tính cộng. Và qua cái bài giảng hôm nay, cô cần lưu ý các bạn như sau. Thứ nhất là các bạn chúng ta hãy bình tĩnh khi làm bài thi. Thứ hai, đó là các bạn hãy học câu hỏi thật kỹ. Những câu hỏi cô đã được in đỏ cho các bạn, đây là các câu rất quan trọng. Bởi vì khi các bạn học câu hỏi thì các bạn chúng ta mới có thể làm bài đúng được trọng tâm. Và cái thứ ba là các bạn nhớ mang máy tính khi vào phòng thi nhé. Và hãy thật bình tĩnh, học thuộc bài để mà có kết quả thi thật tốt, đạt kết quả cao. Cô chúc các bạn gặp thật nhiều may mắn. Cô chào các em.